Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Xem Nhà Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở dưới video cho mọi người liên hệ trực tiếp cho chủ nhà, không cần phải qua môi giới. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà hẻm xe tải, bề ngang nhà đến 9m, nằm ở quận 4. Hiện tại em đang ở đây là đường Khánh Hội, còn ở bên đây là đường số 46, là đường vào căn nhà mà ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người. Nhà mình nằm ở khu vực trung tâm nên có rất nhiều tiện ích xung quanh như là trường tiểu học Đặng Trần Côn, nhà văn hóa thiếu nhi, nhà hàng Hàng Dương, khu vui chơi, công viên Đại Phun Nước và còn rất nhiều tiện ích khác nữa. Tiếp theo, mọi người đi thẳng vào đường số 46, tới ngã tư đầu tiên quẹo bên tay phải, nhìn bên tay trái cách hai căn nhà là sẽ đến nhà của mình. Kế bên nhà còn có một đồn dân phòng nên khu vực khá là an ninh. Nhà mình có địa chỉ là 209/15/11 đường Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4. Nhưng đây là địa chỉ cũ, mọi người cứ đi theo con đường số 46 lúc nãy em có hướng dẫn là đến. Nhà mình là hẻm xe tải đến tận nhà và thông ra được đường số 50. Nhà mình có diện tích bề ngang là 9m1, bề dài là 4m6, kết cấu là một lẫn. Giá này còn thương lượng ít thôi vì giá cũ đã đến 5 tỷ rồi. Nhà bề ngang 9m nên rất thuận lợi trong việc kinh doanh và mua bán.